Việc phát hiện một số loại vaccine có hiệu quả cao chống lại tác nhân gây bệnh do virus chưa từng biết trước đây, hội chứng hô hấp cấp tính nặng do coronavirus 2 hay SARS-CoV-2 trong vòng chưa đầy một năm là điều chưa từng có trong lịch sử tiêm chủng. Hãy cùng tìm hiểu về kỳ tích làm nên lịch sử này. Trong một đại dịch, virus có khả năng lây lan nhanh chóng vì hầu hết các quần thể sẽ dễ bị nhiễm bệnh. Việc sản xuất và triển khai vaccine nhanh chóng là rất quan trọng để hạn chế tác động có thể xảy ra đối với dân số và các dịch vụ thiết yếu. Vào ngày 11 tháng 1 năm 2020, trình tự gen của coronavirus mới, sau này được đặt tên là SARS-CoV-2, đã được công bố trên Genbank, một kho lưu trữ quốc tế dành cho các nhà khoa học trên khắp thế giới. Gần 11 tháng sau, loại vaccine đầu tiên do Pfizer và BioNTech sản xuất đã ra đời. Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy nó có khả năng bảo vệ 95% chống lại SARS-CoV-2. Các vaccine do Moderna, AstraZeneca và Johnson & Johnson sản xuất đã nhanh chóng theo sau Pfizer được đưa vào sử dụng. Đây là một lịch sử kỳ tích. Tuy nhiên, đó không phải là một phép màu hay một sự may rủi. Đợt bùng phát dịch SARS vào năm 2002-2003 đã cảnh báo các nhà khoa học về nguy cơ dịch bệnh do coronavirus gây ra. Bài học đó được nhấn mạnh lại khi một loại corona ở lạc đà, MERS, bắt đầu gây ra các đợt bùng phát lẻ tẻ trên bán đảo Ả Rập vào năm 2012. Các nhà khoa học đã làm việc trong nhiều năm để tìm ra cách nhắm mục tiêu coronavirus bằng vaccine. Khi Trung Quốc tiết lộ một loại coronavirus là nguyên nhân khiến nó bùng phát nhanh chóng ở Vũ Hán, các nhà khoa học đã thiết kế vaccine được chế tạo dựa trên công trình ban đầu đó, tập trung vào protein chính bên ngoài của virus, protein đột biến, làm mục tiêu vaccine. Dịch COVID-19 bùng lên mạnh mẽ khắp nơi trên thế giới, tạo ra một thách thức chưa từng có cho cộng đồng y học. Tuy nhiên, sự phát triển rất nhanh của vaccine đã mở ra một niềm hy vọng để dập tắt đại dịch. Phương pháp tiếp cận mới hiện nay của vaccine chống lại COVID-19 dựa trên chức năng thiết yếu của mRNA là chất mang thông tin tự nhiên mà tế bào cần để sản xuất protein. Quá trình sản xuất này diễn ra trên quy mô lớn hàng ngày trong mỗi tế bào cơ thể nhờ RNA của chính tế bào đó. Với sự trợ giúp của RNA được cung cấp bên ngoài, các tế bào cũng có thể được kích thích để sản xuất một số protein khác trong trường hợp COVID-19 từ các protein của coronavirus. Sau khi chủng ngừa, hệ thống miễn dịch tạo ra các kháng thể chống lại các protein này, giúp bảo vệ chống lại coronavirus thực sự. Vaccine mRNA có thể được sản xuất nhanh chóng và cũng nhanh chóng được sửa đổi nếu điều này trở nên cần thiết do các đột biến trong virus. Các sản phẩm không chứa bất kỳ chất độc hại hoặc động vật từ quá trình sản xuất. Ngoài ra, vaccine COVID-19 cũng không cần bất cứ loại virus nào để vận chuyển vật chất di truyền vào tế bào con người. Để hiểu đúng về vaccine, ta có thể thấy vaccine giống như một bài tập luyện cho hệ miễn dịch, là biện pháp bảo vệ hữu hiệu nhất chống lại các bệnh truyền nhiễm. Trong quá trình tiêm chủng, có thể sử dụng mầm bệnh đã chết, làm suy yếu hoặc các bộ phận của mầm bệnh. Điều này kích thích hệ miễn dịch của cơ thể sản xuất kháng thể. Hệ thống miễn dịch được chuẩn bị cho lần tiếp xúc tiếp theo với mầm bệnh và có thể phản ứng nhanh chóng với chúng để bệnh không bùng phát hoặc chỉ bùng phát ở dạng suy yếu. BioNTech và Pfizer đã phát triển Comirnaty, vaccine đầu tiên trên thế giới chống lại COVID-19, được phê duyệt trong quy trình thử nghiệm thường xuyên. Trong thử nghiệm lâm sàng với hơn 44.000 đối tượng thử nghiệm, vaccine cho thấy tỷ lệ hiệu quả hơn 95% và không có tác dụng phụ nghiêm trọng. Dựa trên kết quả của cuộc thử nghiệm, Comirnaty đã nhận được sự chấp thuận khẩn cấp vào ngày 2 tháng 12 năm 2020 ở Anh và ngày 11 tháng 12 ở Mỹ. Ủy ban châu Âu đã chấp thuận vào ngày 21 tháng 12 năm 2020 sau khi hoàn thành thủ tục thử nghiệm thường xuyên đầu tiên trên thế giới. Vaccine hiện đã được sử dụng ở nhiều quốc gia. Có thể nói, sự ra đời của vaccine COVID-19 là một nỗ lực đa ngành phi thường liên quan đến khoa học cơ bản. Tiền lâm sàng và lâm sàng đã được tiến hành trong nhiều thập kỷ trước sự bùng phát của đại dịch COVID-19. Khi những câu chuyện về đại dịch này được kể lại, điều quan trọng là lịch sử này sẽ không bị lãng quên. Trước mối lo ngại về Omicron, nhiều quốc gia trên thế giới đang khẩn trương triển khai chương trình tiêm vaccine tăng cường trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của biến thể. Sau đây là những thắc mắc thường gặp về việc tiêm vaccine tăng cường. Tiêm vaccine tăng cường rồi có nhiễm COVID-19 không? Có, nhưng khả năng xảy ra ít hơn. Liều tăng cường sẽ giảm nguy cơ bị bệnh nặng khi nhiễm virus, cũng như mang lại sự bảo vệ lâu dài hơn. Tiêm bao lâu thì có hiệu quả? Các nghiên cứu cho thấy khả năng bảo vệ rất cao từ 1 đến 2 tuần sau khi tiêm mũi thứ 3. Một thử nghiệm gần đây của Pfizer cho thấy rằng, từ ngày thứ 7 trở đi, liều vaccine tăng cường cực kỳ hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh từ COVID-19.
Một nghiên cứu thực tế của Anh trên vaccine Pfizer cũng chỉ ra rằng từ 2 tuần sau khi tiêm nhắc lại, vaccine cung cấp khả năng bảo vệ ở mức độ cao. Tác dụng phụ thường gặp khi tiêm vaccine tăng cường. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch Bệnh Mỹ CDC, những tác dụng phổ biến nhất khi tiêm mũi 3 là sốt, nhức đầu, mệt mỏi và đau tại chỗ tiêm. Tuy nhiên, hầu hết các biểu hiện này đều nhẹ hoặc trung bình. Một số người còn gặp các triệu chứng như tiêu chảy, nôn mửa, đau cơ và khớp. Ngoài ra, CDC cho biết có một tác dụng phụ có thể xảy ra sau khi tiêm mũi 3 là nổi hạch dưới nách, theo CNN. Nổi hạch là dấu hiệu bình thường cho thấy cơ thể đang xây dựng lớp bảo vệ chống lại COVID-19. Vì vậy, không cần lo lắng khi gặp tình trạng này sau tiêm. Tiêm liều tăng cường có gây tình trạng viêm cơ tim không? Viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim là những tác dụng phụ rất hiếm gặp của các loại vaccine như Pfizer và Moderna. Bằng chứng từ Israel cho thấy, các tình trạng này ít xuất hiện hơn sau khi tiêm mũi tăng cường so với 2 mũi đầu tiên. Có thể tiêm vaccine tăng cường khi có các triệu chứng COVID-19 không? Nếu đang có các biểu hiện của COVID-19, bạn không nên tiêm vaccine nhắc lại. Trong trường hợp này, hãy xét nghiệm và tự cách ly cho đến khi nhận được kết quả. Nếu có kết quả dương tính, bạn cần đợi 28 ngày kể từ ngày xét nghiệm để tiêm nhắc lại. Nếu có kết quả âm tính và cảm thấy đủ khỏe, bạn có thể đi tiêm vaccine tăng cường. Trong trường hợp có những triệu chứng như bị ho hoặc cảm lạnh, bạn có thể cân nhắc hoãn tiêm để tránh lây bệnh cho người khác. Liều tăng cường có khả năng chống lại Omicron không? Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy vaccine tăng cường cung cấp khả năng bảo vệ chống lại Omicron so với 2 liều vaccine, cho thấy mũi thứ 3 có hiệu quả 70-75% trong việc ngăn ngừa mắc bệnh do nhiễm Omicron trong thời gian đầu sau khi tiêm chủng. Liều tăng cường có chống lại Delta không? Nhiều nghiên cứu cho thấy mũi thứ 3 giúp tăng cường bảo vệ trước Delta và các biến thể COVID-19 trước đó. Nghiên cứu của Trung tâm Y tế Anh cho thấy mũi thứ 3 tăng mức độ bảo vệ lên đến 93-94%. Ngay cả khi được tiêm AstraZeneca cho 2 mũi đầu tiên, bạn nên tiêm vaccine khác như Pfizer hoặc Moderna cho liều tăng cường. Nhiều nghiên cứu cho thấy những loại vaccine mRNA hoạt động tốt nhất với vai trò mũi tiêm tăng cường, ngay cả khi bạn tiêm loại vaccine khác trước đó. Ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng Anh đã xem xét dữ liệu trước khi đưa ra khuyến nghị này. Hiệu quả của vaccine tăng cường. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng mũi tiêm tăng cường làm tăng khả năng bảo vệ chống lại bệnh do COVID-19 đáng kể. Theo Ủy ban Y tế Anh cho biết, vaccine tăng cường tăng mức độ bảo vệ lên tới 93,1% đối với những người đã được tiêm 2 mũi AstraZeneca và 94% đối với người đã tiêm 2 mũi Pfizer. Trong thử nghiệm của CEO Vibus được công bố trên Lancet, tất cả các loại vaccine tăng cường đều cải thiện khả năng miễn dịch chống lại COVID-19 nhờ gia tăng kháng thể nhắm vào virus. Ngoài ra, mũi thứ 3 còn gia tăng tế bào T, một loại tế bào bạch cầu có liên quan đến việc chống lại nhiễm virus. Tuy nhiên, mũi tăng cường AstraZeneca sẽ không giúp tăng tế bào T ở những người đã được tiêm vaccine này cho 2 liều trước đó. Một nghiên cứu mới đây đã phát hiện Omicron không thể thoát khỏi tuyến phòng thủ thứ 2 ở cơ thể là tế bào T, theo Reuters. Một phần quan trọng của hệ thống miễn dịch tuyến phòng thủ thứ 2 là các tế bào T có hiệu quả cao trong việc nhận biết và tấn công các biến thể Omicron, từ đó ngăn chặn hầu hết sự tiến triển của bệnh thành nghiêm trọng. Nghiên cứu mới đây cho thấy các đột biến của Omicron giúp nó thoát khỏi các kháng thể. Đây chỉ mới là tuyến phòng thủ đầu tiên của cơ thể chống lại nhiễm bệnh. Nhưng hệ thống miễn dịch cơ thể gồm nhiều lớp phòng thủ, và các nhà nghiên cứu đã suy đoán rằng các lớp phòng thủ này của hệ thống miễn dịch vẫn nhắm vào Omicron, nhưng vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng. Giờ đây, từ các thí nghiệm trong ống nghiệm, các nhà nghiên cứu ở Nam Phi đã cho các bản sao của virus này tiếp xúc với các tế bào T từ những người tình nguyện đã tiêm vaccine Johnson & Johnson hoặc Pfizer, hoặc những người đã phát triển tế bào T của chính họ sau khi đã từng nhiễm COVID-19. Các nhà nghiên cứu đã báo cáo kết quả ngày hôm 28 tháng 12 trên trang Sở Duyệt với kết quả như sau. Bất chấp các đột biến phủ rộng của Omicron và việc giảm khả năng vô hiệu hóa virus của kháng thể, phần lớn phản ứng của tế bào T có được nhờ tiêm chủng hoặc do nhiễm COVID-19 trước đây vẫn nhận dạng chéo được biến thể này. Họ cho biết, khả năng miễn dịch của tế bào T đối với Omicron vẫn hoạt động rất tốt, có thể góp phần bảo vệ khỏi nhiễm COVID-19 nghiêm trọng. Điều này đã giải thích những gì các bác sĩ Nam Phi đã nghi ngờ ban đầu, khi hầu hết bệnh nhân nhiễm Omicron không bị bệnh nặng.
Theo một nghiên cứu mới phát hiện, nếu một thành viên trong gia đình nhiễm Omicron, thì những thành viên khác trong gia đình sẽ có nguy cơ lây nhiễm cao hơn gần 3-4 lần so với nhiễm chủng Delta nếu họ đã tiêm 2 mũi vaccine. Nhưng nguy cơ lây nhiễm này sẽ giảm đáng kể nếu họ đã tiêm mũi vaccine thứ 3. Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu lây truyền được thu thập từ gần 12.000 hộ gia đình đã bị nhiễm bệnh ở Đan Mạch, trong đó có 2.225 hộ gia đình đã bị nhiễm Omicron. Nói chung, đã có 6.397 ca lây nhiễm thứ cấp trong tuần sau lần lây nhiễm đầu tiên trong gia đình. Kết quả cho thấy, đối với các hộ gia đình nhiễm Omicron, những người đã tiêm mũi 3 có nguy cơ nhiễm bệnh thấp hơn 56% so với người chưa tiêm mũi 3. Và những người đã tiêm mũi 3, nếu nhiễm Omicron bên ngoài và mang virus về nhà, họ cũng sẽ ít có nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác trong nhà hơn so với người chưa tiêm mũi 3. Tuy nhiên, vẫn cần phải có những nghiên cứu thêm để chứng thực những kết quả này.